Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thành NG đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chiều nay chúng ta sẽ diễn ra cái cuộc đua là Team Ray 6 giờ chiều nha anh em. Và tầm 6 giờ chiều mình sẽ làm thêm một cái clip. Chắc tầm khoảng 6 rưỡi thì có thể đăng lên cho anh em xem được với cuộc đua Team Ray của chúng ta. Chúng ta xem cập nhật cái gì không. 621.000 được một con Legendary, 3 mở thức ăn, 200 viên đá mặt trăng, cũng như là 200 cái viên đá viên đá ánh sáng chứ. Và đây là đá chiến binh. Chúng ta không biết có bị trừ cúp không. À, mình bị trừ một ít cúp anh em ạ. Chúng ta hãy dùng cái thu hoạch nhanh nha. Sử dụng thu hoạch nhanh, thu hoạch tất cả vàng luôn. Ồ, đáng lẽ mình phải bút gold lên trước chứ nhỉ. Quên mất, bút gold thì nó sẽ tăng nhiều gold hơn. Tình hình là chúng ta 2% gì đây, thêm 2% cho cái nhiệm vụ ấy à. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ làm các cái task đây. Chúng ta sẽ vào trong cái phần đó chính là Arena Quest Darkness Night 3. Ở đây nó sẽ bị chiếm mất 4 cúp, là mình còn 11.024. Chúng ta phải cố gắng lên thôi. Họ có Siberus rank A kìa. Có Predator, đều là R cả. Và đều là level 33. Sao bằng nhau vậy nhỉ? Ok. Team này thì nó khá là yếu thôi và mình hoàn toàn có thể đánh được. À, nó có chiến binh nhỉ. Hơi ngại một tí nhỉ, một con Legend và cấp độ là B trừ, một con cá nóc, một con Inky, hai con Legend cấp độ C trừ. Ấy chà, nó ngang nhau với mấy con Gladiator với con thần rừng của mình đây. Đánh nhau luôn không? Đánh thử luôn đi. Không có ăn được không đây? Nó cấm cả Heroic, cấm tất cả thứ. Cầu mong mình sẽ được đánh trước nha anh em. Mình đánh sau là mình xác định luôn là mình thua. May thế nhỉ. Chúng ta sẽ được đánh trước này. Ngon rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu nào đây? Đánh khỏe đấy. Chúng ta sẽ nên đổi ánh sáng bóng tối à. Con này có chiêu gì bị khắc chế không nhỉ? Chắc không đâu. Không có, không có. Để nó khắc chế hơi mệt. Nó ra 17.000 máu này, mình sẽ dùng cái explosion này. Một mình cân team, chiến bất tử là mình sẽ cân team nào. Hay lắm. Còn tiếp theo nó cũng có chiến binh à. Chết tiệt thật. Ôi, đánh lan à. Ấy cha, đánh lan thì đúng hơi ngáo rồi đúng không. Có bóng tối, có... Đây, dùng con này đi. Con này là hệ chiến binh. Có nước à. Có nước cũng bị khắc chế nhá. Chết thật. Thôi mình dùng con này đi. Chiếm biết tử để cân tim vậy. 18.000 này. Một hit nữa. Wow, 13.000 á. Con cuối cùng hệ gì? Con cuối cùng thì nó có hệ nước à? Lại là hệ nước à? Mệt thế nhờ. Mình sẽ dùng chiều ánh sáng này để kết thúc con Inky Dragon luôn. 12.000. Còn tiếp theo, con cá nóc 10.000. Mình không biết mình có giết được không. Chắc sẽ giết được thôi. 16.000 thôi mà. Đó, con cá nóc may là yếu. Chúng ta bọn này nó chưa lên được một tí sao cơ. Có khi mình luyện tí sao cho nó đi nhờ, chứ vào đây đánh thì nó đánh nó sấp mặt luôn đấy. Chúng ta sẽ đi luyện sao cho nó nha. Đầu tiên là chơi cái phần quest ở trước này, temporary chest để lấy con scientific để có thể sinh sản được, lai giống được một con rồng nhà khoa học. Và chúng ta thì vẫn sẽ lựa chọn đó chính là con này có chưa lên mắc lên cấp cơ. Mắc lên cấp thì rất là khỏe, cấp 30 đúng không? Kitsune, 33.000 máu, đánh luôn. Ở đây ta sẽ đối đầu với con gì đây? Một con rồng horn đúng không? Sừng khổng lồ. Chúng ta đánh thì cực kỳ đơn giản thôi. Team này thì rất là dễ, 18.000 máu. Tiếp tục ta sẽ là một con hệ pua. Con này thì đúng một hit thôi. Luyện luôn lên cấp độ A đi. Xong nó sẽ là A cộng. Tăng ra một lượng máu và lượng đam khá là lớn. Ui, một con Scorpions, một con rồng bọ cạp, 16k. Đá ngay, làm sao có thể ăn được. Cái Asgard Cup này vẫn chưa làm nổi anh em ạ. Cho còn thiếu một chút nữa thôi. Asgard Cup, mình xem nào. Bây giờ mình sẽ đi luyện cho hai con thần rừng với cái con kia đi. Pyrodusty đi. Chúng ta đánh với level 17 thôi, level yếu yếu rồi. Đâu nhờ thần rừng của mình đâu.
thần rừng level tầm khoảng 23. Khá dễ tìm. Đây là thần rừng rồi. Cứ luyện cho thần rừng trước đã, xong rồi luyện cho gì thì luyện. Đấy. Kèm theo đó chính là Kitsune, một con bất kỳ. Thần rừng một sao đấy, đùa đâu, luyện lên thì rất là khỏe. Gaia Sap rồi, một chiêu khá lạ ra. Yes, hay. Thần rừng của chúng ta đẹp mà, con này rất là đẹp. Yes. Chiêu gì đây? Storm. Nó vẫn chưa lên được cái mức độ C trừ này. Ít nhất phải lên C trừ chứ nhỉ. Tăng thêm một lượng máu khá lớn đấy. 2000 máu. Tiếp tục là mình sẽ dùng Gaia Sap của nó khá là khỏe đấy anh em. Chúng ta sẽ 1800. Mấy chơi thì chưa học. Bóng tối chưa học. Bóng tối thì có 550 đam thôi. Khá là yếu. Bây giờ đi học thì lâu lắm. Phải mất khoảng nửa ngày cơ. Tức là mình nên để cái đội hình kia lại để mình có thể là thủ được. Thật ra thì ở trong này cũng không có quá nhiều đội hình khỏe đâu. Ở trong cái phần cuối cùng của cái rank Darkness Night 3 này, cái rank Halloween này thì nó cũng không có nhiều người khỏe lắm. Mình thấy thế. 17 này, 25 này, 25 đánh tốt. Tầm khoảng 30, từ cấp 30 đổ xuống là ra thể đánh được thoải mái. Không phải lo lắng lắm. Kitsune lên trước đi. Đỡ đòn đi. Tiếp theo đó chính là thần rừng vẫn chưa lên được một bất kỳ một cái rank nào kìa. Bó tay. Bây giờ sẽ cho nó lên đây. Thần rừng của chúng ta sẽ chiến đấu với những con gì bây giờ? Một con level 15 là Striking Dragon. Nó có hệ gì ta? Chẳng có hệ gì cả. Gaia Sap, mình sẽ inflict đam trừ trực tiếp vào người nó và hồi một lượng máu cho mình. Đúng không nhỉ? Thêm như thấy vậy. Storm. Thêm một chiêu nữa. Nó còn hai con level 15, khá là khỏe đây. Terra. Trời ơi, không bị khắc hệ rồi. Mình bị khắc hệ rồi anh em ơi. Không sao, đổi sang con này. Poker Dragon. Con cuối cùng thì sẽ hệ băng giá. Băng giá thì chúng ta deck có chiêu gì có thể khắc chế được cả. Chỉ có từ chiến bị bất tử thôi. Một hất vả. 36.000, tốt. Ok, chúng ta đánh để xem vài ông kia đã lên được cấp chưa ấy. Lên được cái rank C chưa ấy. 25 bắt đầu thấy hơi khó khó nhỉ. 17 thôi này. 17 thôi. Chúng ta sẽ đánh C. Cấp độ B vẫn chưa lên anh em ạ. Phải mấy trận cơ thì nó mới lên được. Kitsune. Thêm một con nữa. Đã lâu lâu rồi mình không luyện tập ở chỗ này. Lên một sao nó tăng thêm khoảng mấy trăm máu đấy. Nó có tốt đúng không? Đang cần máu. Night Forest. Con này thì sẽ sợ bóng tối hoặc là Gaia Sap. Bóng tối đi. Đủ sức giết rồi mà. Level 9 Terra. Không có gì nhiều cả. Con này khá là yếu. Tầm cấp 15-17 thì thường nó có giống rất là yếu. Martian Ash Dragon. Đấy. Storm. Bão. Sấm sét. Mưa rồng. Chắc là mình sẽ lên được rồi đấy. Theo mình nghĩ mình sẽ lên được rồi. Để xem ở đây xem biết ngay. Lên chưa? Đó, C trừ này. Cho lên được cái cấp độ C trừ này. Bây giờ luyện cho con Gladiator lên cấp luôn. Chỗ đấy luôn đi. Nhỉ. C trừ 10, 28, level 7. Level 7 thì thấp quá. Level 18 thôi. Nào, chúng ta sẽ đấu với mình sẽ chọn Gladiator. Nó sẽ là cấp 23. Hơi yếu một chút. 20. Đây. Rồi, chúng ta sẽ chọn vẫn là con Kitsune thêm vào. Con Vulcan nó sắp lên được 2 sao rồi anh em ạ. Nó sắp đủ off lên được 2 sao rồi. Lên 2 sao khỏe lắm ấy. Mình rất thích là Vulcan luôn. Giant Crab, Giant Cloud. Quay đẹp mà. Ui, anh đang khỏe lắm. Chất phết đấy. Đam của nó rơi vào khoảng là 1050, 1200 khi chưa học skill. Random hit này. Có ý giết cả con đằng sau à? Không, giết được con này. Night Forest. Để mình luyện tập luôn. Mình sẽ lên cho nó cái cấp độ Ghost Cloud. Khá là khỏe. Con này khỏe hơn cái con kia. Nhưng mà con kia một sao. Con Gladiator mình chỉ có một không sao thôi. Nào vào đây. Challenge. Đánh thêm một trận nữa là cha sẽ đủ đấy.
là đủ điểm cho con Gladiator mình lên cấp. Mình sẽ tìm tới level thấp thôi, level 24 này. Có vẻ cũng sẽ là khỏe. Đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ chọn là Kitsune. Kitsune đánh mãi vẫn chưa lên được cấp độ A. À, A rồi đấy, bây giờ là A rồi. Tăng thêm lượng máu khá là tốt ta. Nhờ, đang cần, đang rất là cần thiết ở trong cái này. Con này không được dùng này, đáng tiếc thật. Gladiator, một con nữa. Skeleton King, lên nào. Đây rồi, nó có mỗi QB thôi, khá là yếu. Đánh kiểu gì đây? Random hit. Vấn đề là nó vẫn đánh con này thôi, chứ có đánh cái gì đâu. Có một thanh kiếm bay xung quanh. Ồ, C trừ rồi, không cần phải đánh nữa. Chỉ cần 3 trận thôi là ta sẽ lên cấp độ C trừ ngay. Nhưng mà đam thì máu hơi yếu. Có một ca tư, ấy thôi, ca tư máu thôi. Được rồi, sau khi đã luyện tập xong thì chúng ta sẽ vào cái Darkness Night 3 này. Quáng lên cày khoảng 11.100. Lúc ấy mình sẽ khó thể bị rơi xuống được. Theo mình nghĩ vậy. Nước thì nó sao toàn con nước khắc chế mình thế nhờ. Khó chịu ta. R thôi. R và không sao. Con hại không sao. Đánh được. Chúng ta sẽ cho con đánh luôn. Đấy cần phải sợ. Team này yếu mà. Tranh thủ mấy cơ hội này mà đánh thôi. Còn cơ hội nào nữa đâu. Ok thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu chiêu gì đây, Legend Spell này hoặc là chiêu Brazing. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái chiêu gì đây? Gaia Sap này, một hit chết luôn, 17.000. Tốt. Ok thì mình vừa đóng cái cửa cho đỡ ổn chút và chúng ta sẽ chiến đấu với con thứ hai, đó chính là con Red. Con Red này thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu gì chiến binh rồi. Ui 26.000 cả. Ui nó khỏe thế à. Chết tiệt rồi, phải con này thôi. Explosion, sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, của chiến binh bất tử. Một hit không chết. Ui 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 ui. Nó còn một con nữa đúng không? Mình sợ con này sẽ chết mất nên sẽ đánh con này trước đi. Con này nó sẽ có chiêu khắc chế mình mà. Nó có chiêu nước ấy mà. Khá là khỏe ta. Đánh mất khoảng 11.000 máu đấy. Con này là con ấy đây. Quả bí ngô đây. Quả bí ngô ma quái đây. Mình sẽ dùng cái chiêu ánh sáng luôn. Một hit luôn. Hủy diệt. Đó, 6.500. Rất là tốt. Rất là khỏe. Và chúng ta thắng thêm được 2 trận trong sáng hôm nay rồi. Và mình sẽ lên được 11.058. Rất tốt. Ui ôi, team này xong yếu này. Siêu yếu luôn anh em ạ. Thế chứng tỏ rất là nhiều team yếu nha. Team mình thật ra cũng không phải yếu lắm đâu. Cũng ở mức gọi là trung bình. Con này sẽ dùng cái chiêu Gaia Sap đi. Lên 26.000 máu kìa. Ngon. Được tăng máu ở trong cái đấu trường này đúng không? Đấy chà chà chà. Luyện tập luôn. Con Kitsune thì nó sẽ khắc chế hệ con mình nha. Vì thế chúng ta sẽ đổi sang con cuối cùng. Con cuối cùng cũng cần luyện tập cho cả hai con luôn. Lấy cấp độ C đi. Kitsune, biết đánh cái gì ạ em? 14.000 máu, mình 19.000 máu cơ. Level 23, nó khác biệt ở đấy. Và chúng ta có C trừ rồi, tốt. Sai đánh khá là may mắn ta. Đánh được khoảng 3 trận rồi đấy. Đấy, 3 trận rồi. 9/20, 35. Bắt đầu gặp những cái team bắt đầu khỏe đấy. Sniper, Dragon. 3 trận là ok rồi. Bây giờ rất là khó xuống được cái mốc ở dưới 11.000 anh em ạ. Boon, Dragon, Infinity. Ok. Poor Ducks, Hades. Ở chắc sẽ dừng cái chỗ này lại thôi. Nên để cái team này thủ thôi là được. Khỏe phết nhờ. Tăng cả máu luôn kìa. Rất tốt luôn đấy. Cho lấy thêm coin đi. Đã đủ coin chưa ta? Hình như là chưa đủ coi. Cho có một cột mốc trước 10 giờ cơ. Nếu có thể lấy thoải mái đi.
vẫn chưa đủ cả. À, đùa. Mình sẽ vào trong cái quyển sách này nha. Và chúng ta sẽ đi nốt những cái đường còn lại đi. Ở đây. Làm sao mà lấy được cái cục này đây? Phải đi tận lên trên cơ. Thôi mình cứ xuống lấy cái ấy đi ạ. Làm sao mà vào đây lấy được nhỉ? Không có đường luôn. Nếu muốn đi thì đi thẳng sang bên này cơ. 200, không biết có đủ điểm không nữa. Để lấy nốt cái hòm này cái. Chứ còn mình muốn đi sang đây mà lấy cái con này thì đi rất là xa anh em ạ. Đây này nhá, đi thẳng đây nhá. Còn đi vòng đây nhá, sao còn phải đánh nhau nhá, phải đi lên trên này nữa. Nhưng chắc chắn sẽ không kịp đâu. Tức là nên tập trung vào lấy mấy cái hòm ở trên này này là được. Chúng ta sẽ đi lấy 200. Lấy mấy game đấy, chúng ta kiếm được mấy game trong này đấy. 200 này. Cái này còn 100 thôi. Khá là rẻ đúng không? Nếu mà có đủ thời gian thì có thể xuống dưới kia lấy nốt cái hòm dưới này. 200. Thêm một game này. Thêm một game và thêm 10.000 vàng. Đi thẳng xuống dưới ấy, để lấy được cái hòm này cái. 16.000 thức ăn. Thêm 100 đồng. Trong này sẽ chứa mảnh rồi. Chứa mảnh của con Wurm. Con rồng mà con này con sâu độc luôn. Và ra hết sạch coi rồi. Còn chắc là đủ thôi. 800 thì chắc sẽ lấy cái hòm này. Cái hòm này là ok rồi. 4 này. 448. Đi rất là xa. Và rồi cái nhiệm vụ Starry Night của chúng ta thì đã kết thúc rồi đấy. Toàn thế giới đã đủ điểm rồi. Cái này là 6 triệu 2. 6 triệu 2. 6 triệu 200 ngàn điểm. Thì chúng ta sẽ được đủ 4 cái điểm ở đây rồi. Để có thể là nhận phần thưởng đó chính là con rồng, đó chính là Dark Star, con rồng ngôi sao bóng tối. Đấy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trong phần quest đi. À quest làm rồi chứ. Liquid chứ. Liquid mình sẽ còn 5 trận trong phần Liquid nữa. Ở đây thì mình cũng không còn cái gì nữa rồi. Nó sẽ vào trong cái phần Liquid này. Vào luôn thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ mất một con rồi. Mất một con. Mình sẽ cho Kitsune vào luyện cũng được. Có vẻ hơi yếu một chút nhưng không biết là như thế nào đây. Ô, đáng lẽ chiều qua phải thêm 3 trận nhỉ. Để sáng nay kiếm thêm 5 game nữa đúng không. Có vẻ như là chiều qua không đánh rồi. Thì chúng ta sẽ đánh một chiều này trước này. Và để con Kitsune của mình last hit phát cuối cùng. Đánh khá là thấm ta. Nó khắc hệ mình mà. Đây có lửa đây. Sẵn sàng luôn. Chém cái này đủ 5.000 máu rồi. Chém thường được 11.000. Tedra thì mình không có chiến binh rồi. Ui rồi, va chết luôn đó. 31, sợ thật. Với đầu với Heroic đấm cho phát chết luôn. Sợ thế. Vua điện, ok. Rất là đáng sợ luôn. Mình sẽ đổi con 35 lên đây thì nó hợp lý hơn anh em ạ. Chúng ta sẽ lấy con level 35. Bọn này nó cũng xây dựng xong rồi. Và cũng chẳng được cái gì cả. Được thêm một ít vàng. Đánh nốt 3 trận đi. Để chiều đánh kiếm thêm 5 game chứ đúng không. Đổi team. Không biết là liệu team này có ăn nổi không. Đây sẽ đổi sang con My Block khỏe hơn. Không đổi ra con này đi. Thì con này có khắc chế được cả con Primer nữa. Con My Block thì không khắc chế được. Nó chỉ đánh hệ thường thôi. Nó chỉ khắc chế hệ vô cực thôi. Rồi 48.000 máu có chết luôn không nhỉ. Chắc không chết đâu. 44.000 máu và nó khắc hệ mình em ơi. Rồi chúng ta sẽ giết con này trước. Mình sẽ luyện lên cấp độ A cộng cho cái con Kitsune này của mình. Chiến biến tử của chúng ta. Hệ Pua tiếp theo này. Mình cũng chẳng xoắn lắm. Cũng hơi mệt một chút. 18.000 còn một hit nữa. Có thể mình sẽ die chỗ phát này đây. Gần như die chắc chắn rồi. Còn tiếp theo là con Rain, con mưa. Ui chết thật ạ. Đúng là chết thật. Nhưng mà chúng ta có 2-3 điểm trong này rồi. Nên có thể thoải mái đi. Victory claim được thêm 4 chiếc thức ăn nữa. Và còn một trận duy nhất nữa trong này. Để có thể chơi được. Chúng ta sẽ... con này thì 39.000 thì nó hơi yếu nhờ. Thôi giết nó luôn đi. Để lâu mất thời gian đúng không. Terra chiến binh này. Sốc đam lên tầm khoảng 48.000. Theo mình nghĩ 48-49.000 là cùng. Đó. Có 40.000 à. Yếu thế cả. Đây rồi. Chúng ta sẽ sử dụng chiêu
Legend Spell 2k6 đam đấy. Khỏe phết. Còn cuối cùng thì mình cũng không khắc chế được rồi. Nó thịt mình luôn. Ôi trời, tí chết kìa. Tí thì chết. Vẫn may 39.000 và mình sẽ lát hit nó đi. Mình có đam gì khỏe không? Có 2.600 đam cơ bản thì phải. Chết luôn, tốt. Thì đam Morgan đã đai. Cuối cùng nó đã đai. Buổi chiều thì còn 2 trận nữa thôi nha anh em. 2 trận nữa thôi để cho nó đánh được. Rồi ok, thì chúng ta sẽ kết thúc bài đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Dragon City. Bye bye.